Xin chào các bạn. Hiện tại mình đang đứng trên một cái máy treadmill. Máy treadmill này hay là mình gọi là cái máy chạy bộ á. Cái máy chạy bộ thì có tác dụng là mình đứng trên nó thì như cái tên đó là mình chỉ chạy bộ thôi, chạy bộ, đi bộ, thực hiện hai cái động tác trên đó. Mà mình muốn mở rộng cho mình muốn mở rộng luôn á qua những cái máy mà thực hiện cái vấn đề mà thể dục như là máy chạy bộ, đạp xe hay là máy trượt tuyết, chèo thuyền. Tất cả những cái máy như vậy á, thì nó đều mang một cái tính chất chung á là mình tập luyện để cho khỏe tim mạch, tập luyện cho tim mạch là chủ yếu. Và cái tác dụng thứ hai á là nó giảm mỡ, giảm cân cho cơ thể, chứ nó không có phát triển cơ bắp. Nhiều khi mình ngộ nhận mình chạy bộ là cái đùi mình to, mình khỏi gánh kia khỏe, điều đó hoàn toàn sai lầm nha các bạn. Chạy bộ không làm đùi to, làm cho đùi to còn mỡ ở giữa các cái rãnh cơ của đùi nó tan ra. Thì chạy bộ tính chất chung nó là như vậy, nhưng mà cái cách chạy, những cái cách chạy khác nhau nó sẽ mang là những cái mục tiêu khác nhau. Bây giờ mình ví dụ mình muốn tập cho nó khỏe tim mạch thì mình tập sao, muốn tập cho nó giảm mỡ thì tập sao, tập cho nó giảm cân thì tập sao. Bạn đừng có đồng nghĩa giảm mỡ đồng nghĩa với giảm cân nha. Giảm cân là nó giảm hết, giảm cân là nó vừa giảm mỡ vừa giảm cơ. Còn giảm mỡ mình đang đề cập một cái đẳng cấp cao hơn, nó giảm mỡ nhưng mà nó giữ lại cơ, không xuống cơ. Thường thì khi con người ta xuống cân thì nó sẽ xuống cơ, chắc chắn như vậy rồi. Nhưng mà mình tập làm sao để cho mình vẫn giữ được cái khối lượng cơ bắp mà mình đã tốn mồ hôi công sức mình rèn luyện qua năm tháng, nó không mất đi mà chỉ mất đi cái lượng mỡ thừa thôi. Thì cái đó mới là cái mục tiêu mà mình cần đến. Thì bây giờ ở cái máy này chạy á, thì bạn cứ hình dung bây giờ chạy nó có hai cách chạy, một chạy chậm, hai chạy nhanh. Chạy chậm á thì sẽ được gì, mất gì, chạy nhanh được gì, mất gì. Thì nếu bạn cố ý bạn đến bạn rèn luyện cho tim tập phát triển cho tim mạch nó khỏe, giảm cân nhanh thì bạn nên chạy nhanh. Bạn chạy nhanh tức là chạy sao? Tức là bạn chạy nhanh là các bạn chạy với cái tốc độ, một cái tốc độ mà bạn không thể nào nói chuyện nổi với người kia bên. Đó là chạy nhanh, chạy rất nhanh. Dù bạn chạy mà người kia bên hỏi bạn trả lời mà bạn cảm thấy rất là khó khăn khi bạn trả lời người ta, thì đó là bạn đang chạy với tốc độ nhanh. Mà chạy với tốc độ nhanh như vậy sẽ rất là mệt và lượng calo đốt đi cũng rất là nhiều. Thì lợi thế của chỗ đó là nó sẽ giảm cân nhanh, nó giảm cân nhanh cho bạn và bạn sẽ không tốn nhiều thời gian. Thường chạy nhanh như vậy thì bạn chỉ đạt cái khoảng chu kỳ từ 10 cho tới 15 phút cho cái tốc độ bài chạy như vậy. Chạy vậy 10-15 phút là xong, xuống nghỉ là có thể bạn về được rồi đó. Cái đó người ta gọi là có thể gọi là Max OT cardio. Thì cardio là cái cụm từ chung, để cho mình thực hiện những cái động tác trên những cái máy như vậy, ta kêu là động tác cardio. Thì cardio mình thực hiện với cái cường độ cao như vậy thì nó sẽ tác dụng chính là giảm cân, tốt cho tim mạch. Giảm cân đồng nghĩa với giảm cơ, tốt cho tim mạch. Nhưng mà chạy sao để giữ cho cái vấn đề cơ không giảm, thì ngoài cái việc chạy ra nó còn kết hợp với ăn uống nghỉ ngơi. Cái vấn đề đó mình sẽ thảo luận trong chủ đề sau. Và chạy chậm thì sao? Chạy chậm á, chạy chậm tức là bạn đi bộ, hay nói chính xác là đi bộ nhanh thôi. Nếu mà mình đi bộ nhanh thì mình phải đi lâu. Thường cái buổi tập như vậy nó kéo dài tới 30-45 phút trên cái máy này. 30-45 phút mình đi bộ nhanh. Mình đi bộ nhanh như thế nào gọi là đi bộ nhanh? Đi bộ nhanh tức là mình đi bộ, mình không thể nào nói được. Bạn nhấn cái máy này, bạn tốc độ bao nhiêu hay là số bao nhiêu thì mỗi cái máy mỗi khác. Và cái khả năng sức khỏe của mỗi người mỗi khác. Như với mình đó, mình đi bộ nhanh vậy đó, mình chỉ cần chỉnh là nói chừng 10 dặm thôi. 10 dặm là mình đi bộ rất nhanh rồi đó. Thì cái vận tốc đó là cái vận tốc của mình, nhưng mà mỗi người mỗi khác, mình đang nói chung. Vậy bạn định hình là như thế nào là bạn đạt được cái tốc độ đi bộ nhanh? Mình cũng lấy một cái ví dụ lúc nãy nữa là cái cuộc trò chuyện với người kế bên. Bạn đi bộ mà bạn vẫn nói chuyện được với người kế bên một cách thoải mái, không vấn đề hết. Đó là đi bộ nhanh và là chạy chậm. Đó là cái tốc độ lý tưởng để cho bạn giảm mỡ. Khi bạn đi với tốc độ này á thì cái năng lượng nó đốt, năng lượng mà bị đốt đi nó sẽ lấy từ cái nguồn mỡ là chủ yếu. Nó sẽ không lấy nguồn dự trữ cơ bắp, không lấy nguồn glyco mà nó lấy nguồn mỡ là chủ yếu. Do đó bạn đi bộ với tốc độ chậm á thì nó sẽ tốt hơn cho cái việc đốt mỡ và nó giữ cơ là. Thì đi bộ có hai cách đi tập luyện, cho nên chỉ có hai cách thôi, một nhanh một chậm. Đó, thì hai cách rõ ràng như vậy thì nó sẽ ra hai cách khác nhau. Nhưng mà mình nói thêm đó, nó có một cái phương pháp tập gọi là HIIT, tức là cường độ cao hết quả. Cường độ cao bắt bám là sao? Tức là kết hợp cả hai cái như nãy mình đề cập, vừa nhanh vừa chậm. Thì cái HIIT này là một cái phương pháp rất là nổi tiếng trên thế giới hiện nay, và người ta đã minh chứng được cái phương pháp này. Bạn tập thì nó sẽ đốt mỡ, không những giảm cân, đốt mỡ không những là ở trong khi bạn chạy trên Max Field này, mà nó còn ảnh hưởng kéo dài 24 giờ sau. Đó, nghe nó rất là thú vị. Thì cái phương pháp đó như cái tên gọi thì thực hiện sau đây. Thường thường cái chu kỳ cho một cái bài tập HIIT trên cái máy treadmill hay là đạp xe hay là cái gì đó thì nó chu kỳ nó rơi vào khoảng từ 16 tới khoảng chừng 22 phút cho một cái bài tập như vậy. Tức là bạn tập bằng phương pháp HIIT trên cái máy này, bạn chạy bộ tối đa là 22 phút. Thì nó thực hiện bằng những cái chu kỳ khác nhau. Chu kỳ nó chia theo tỷ lệ là 1-4, 1-2, 1-1 và 2-1. 21 là cái chu kỳ cao nhất và là một cái người tập HIIT rất là lâu năm, người ta đã có được sức khỏe rất là tốt, người ta mới tập được cường độ như vậy. Thì 14 là cái gì? 14 tức là 1 nhanh 4 chậm. Hồi nãy mình đã đề cập vấn đề nhanh chậm rồi, thì bây giờ là 14 là 1 nhanh 4 chậm. Ví dụ bạn chạy bộ nhanh, bạn chạy bộ nhanh nha, trong vòng 30 giây thì bạn sẽ đi bộ chậm trong vòng gấp 4 lần cái thời gian đó là 2 phút. Sau 2 phút đi bộ chậm, bạn lại tiếp tục chạy nhanh 30 giây nữa. Thì nó cứ lặp đi lặp lại cho nó hết cái bài tập của bạn thôi. Bài tập bằng 22 phút thì bạn lặp đi lặp lại sao cho hết 22 phút của bạn thôi trên cái máy này. Đó là cái phương pháp tập dành cho người mới bắt đầu. Tức là mình nghĩ là mới bắt đầu chạy bộ thì bạn có thể áp dụng 14 là chuyện nó rất dễ dàng rồi. Bạn chạy có 30 giây, bạn nghỉ tất cả 2 phút là đương nhiên sức khỏe nó phục hồi là bạn có thể tập được. Còn khi các bạn đạt đến một cái mức độ trung bình nữa, mức độ trung bình khá một tí thì bạn có thể chuyển qua đó là 1-2 thì sao? Thì đơn giản, bạn chạy 30 giây thì bạn nghỉ 1 phút thôi, tức là nghỉ ngắn lại thì cái cường độ sẽ cao hơn, cường độ nó cao hơn thì hiệu quả nó tốt hơn. Thì tương tự như vậy, bạn đạt tới một trình độ khá hơn nữa thì bạn cho tỷ lệ 1-1 luôn. Bạn cho nó tỷ lệ 1-1, bạn chạy nhanh 30 giây thì bạn nghỉ 30 giây thôi, hoặc là bạn chạy nhanh 1 phút, bạn nghỉ 1 phút thôi. Đó, thì cái tốc độ, cái cường độ vậy là cũng khá cao rồi. Thì bạn đạt được cái cường độ đó là rất là khỏe, và cái về phần chạy bộ, vấn đề tim mạch của bạn là tới như là không phải lo ngại gì nữa. Và cái đẳng cấp cuối cùng và đẳng cấp là 21. Bây giờ nó ngược lại, bạn chạy bộ, bạn chạy nhanh trong vòng 1 phút thì bạn nghỉ chỉ được nửa phút thôi. Và bạn cứ chạy như vậy, cái cường độ lặp lại trong vòng khoảng chừng 15 phút là bạn cảm thấy rất là mệt. Khỏe nữa thì bạn lập cái cường độ trong 20 phút là bạn rất là tuyệt vời. Thì đó là một cái phương pháp tập HIIT, thì nó chỉ đơn giản gói gọn như vậy thôi. Nó chỉ đơn giản gói gọn là cường độ cao ngắt quãng. Thì bây giờ về tóm lại có 3 cách tập trên máy này: 1 là chậm, 2 là nhanh, 3 là cường độ cao ngắt quãng. Thì nếu bạn chọn chạy nhanh đó, thì bạn chạy ngắn lại, bạn chạy ít thời gian là cho tối đa 15 phút thôi. Tức là bạn lên cái máy chạy bộ này, có thể bạn nói bạn chạy chết bỏ trong 15 phút xuống. Thì lúc đó là bạn sẽ cảm thấy rất là mệt. Và cái phương pháp chạy 15 phút xuống như vậy nó cũng Nam Á một cách gọi khác là phương pháp là Max OT cardio. Đó là phương pháp của hãng ASP Science, cái hãng mà sản xuất ra BB2, người ta phát triển cái phương pháp này. Và cái phương pháp tập thứ hai mà rất là nhiều vận động viên thể hình, rất là nhiều vận động viên thể hình người ta chọn á, trong quá trình người ta kích tinh tức là siết cơ lại cho nó gọn người, thì người ta chọn phương pháp đi bộ nhanh, hay nói cách khác là chạy chậm. Chạy chậm là chạy vừa nói chuyện bình thường, vừa đi vừa nói chuyện bình thường trong khoảng thời gian từ 30 tới 45 phút mỗi ngày để đốt phần lớn mỡ thừa trong cơ thể thôi, không ảnh hưởng đến cơ bắp. Và cái cách tập thứ 3 dành cho những người tập cho khỏe, cho tim mạch và cho nó giảm cân cho nó nhanh, thì người ta chọn HIIT. Tại HIIT là chọn cho chạy cường độ cao ngắt quãng, thì cái chu kỳ nó tối đa khoảng chừng 2 giây thôi, không nhầm 22 phút. Không có một số chính xác, nhưng mà tùy khả năng mỗi người mà nó thực hiện chu kỳ trong khoảng thời gian đó thôi, bằng các tỷ lệ khác nhau 1-4, 1-2, 1-1 và 2-1. Thì một số cái tổng quan về cái cách tập cardio là những cái dụng cụ mà phòng tập bạn có hỗ trợ thì bạn có thể sử dụng để kết hợp với phương pháp tập tạ, mấy phương pháp tập cơ, tập tạ để cho phát triển cơ bắp và kiểm soát cái lượng mỡ thừa, cũng như là giữ một cái body nó cân đối, nó hoàn hảo, mà là ước mơ của những người đến gym như chúng ta. Xin chào và chúc các bạn có một cái body thật đẹp.